Hai thì gà mới chui như đây túc một cái con nó bay về trong đằng này mà thúc anh em. Bay đâu chưa mày? Ngồi xuống rồi. Cái gì? Chú, được. Trời là trời. Con gì vậy trời? Con quỷ không trời trời. Trời trời con quỷ con chim gì? Ôi, tụi mới đang rớt xuống. Nó làm cái quảng hồn luôn. Nóng thiệt chứ.
chơi chơi chơi. Rồi xong rồi bay chân luôn. Trời ơi, nó bay đắng nhóc gì mới quên hai con. Dạ đó đó hai thở treo treo mấy cái đó nó nhát không dám xuống. Rồi có con này vô nghỉ cho con khác ra tiếp anh em ơi, lâu lâu đi cho mỗi con ra chơi ít. Vô cho nó lẹ cu con nuôi từ hồi đến đó hổn. Thấy rồi con này con khác nữa lại đây kèm dữ vậy. Con bên đây nè. Con nó chưa biết chỗ. Trời nó kèm mỗi tiếng luôn. Trời trời trời. Kèm chút luôn trời. Ê kèm. Con ngó xuống đây con, con ngó xuống đây thấy mồi rất rồi. Thôi
thoảng thoảng nó xẹt qua đây. Trời, nghe con mèo ghé đây xẹt đây. Trời, con này nó kèm mỗi tiếng luôn ta. Cái thúc. Thúc cái ruộng cái, thúc cái ruộng cái. Mồi gạch chưa? Đang nghĩ. Trời ơi, cô bày 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 không? Mồi đang nghịch xuống. Thúc cái ruộng cái hả? Ừ. Thúc cái ruộng cái mỗi tiếng luôn kìa. Dạ. Dạ sợ nó không? Ở bên đó. Bên đó có mấy cái bọc đó nó không dám xuống. Trời ơi, bọc này, bọc. Quá trời ha. Dạ dạ dạ. Dạ yeah, dạ yeah. Xuống ăn đất, xuống đất ăn lự chưa hả? Ừ, cho vỗ nằm phơi nắng luôn. Thôi đi kiếm kèo khác anh em ơi. Đang tung tăng trên đường, đạp mây xanh hôm nay xuống chơi. Anh hôm nay hơi buồn, thấy em tạo dừa thảnh thơi.
em đang nơi đâu thì còn chần chừ gì xuống đây chơi. Em đang cô đơn thì xuống đây chơi. Giọng chuẩn đồng luôn. Rồi giờ chỗ nào mình đặt trời? Mình đặt lại chơi chơi thôi. Chơi chỗ nào mình đặt? Nhắc lại nắng nhá. Quá trời nắng. Trong chỗ mình ta gào thấy không? Thấy dàn lưới người ta gào không? Chết rồi. Thôi là tao không cho vô đấy. Bò dừa đó gặp không gào vô bò dừa không được. Vô bò dừa để chó không? Để... Giờ đặt đâu? Đặt lại trên bờ luôn hả? Đặt đây luôn. Đây luôn. Ta xe nó chạy ngang nó hút ngồi đi luôn. Anh xui. Nấp nhạc. Nhà kiếm này. Con này chắc không biết chơi không? Mười cái hoài chứ quá quỷ đi. Kiếm chỗ đặt anh em ơi. Đặt xin vô. Trời ơi, con bỏ gì đâu mà gù ba cái nghỉ. Hai cái nghỉ, ba cái nghỉ. Mà không, không thấy nó. Nó bắt đầu á. Trời hơi nắng luôn. Trời ơi. Tưởng nó sợ cao ga hay gì vậy, nhà nó chận thiệt, nó nhát thiệt.
anh em nè, anh em như bảy cu mà nó gì nè anh em. Đang giờ nó mơ đó anh em ơi, nó mơ nó gặp tí nó gặp nhỏ nào trong mơ rồi đó. Một chí nữa cô chưa dậy thì nữa mà mơ rồi đó. Ê gì vậy? Ừ thấy cô ngủ không mà chết luôn rồi, đã lâu quá đi khơi đó là nghe thấy chưa. Đời bốn cái ngu là mai lĩnh nợ gắt cu gầm dầu đó, gắt cu mà nó ngồi nó ngủ luôn rồi. Tới rồi mình lấy hai ngồi dọn dẹp đem vô cái chơi này ra đây nó ngủ. Đang ngủ anh nhìn hai cái cực mình. Chết luôn rồi. Thôi về anh em ơi. Nè cầm cái về. Trời ơi. Hết cứ biết. Gắt cu mà ngủ luôn này thấy thua rồi. Sáng sớm mơ giờ đặt mấy kèo tụi mấy kèo gì không anh em ơi, cu nhát con. Ngồi vừa đang ấy đang chơi chơi. Đang chơi 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 lại thì gặp người ta hoặc gặp này gặp kia không à. Về anh em ơi. Tự nhiên đang mơ. Bây giờ đi ra, ra bẫy có cua rớt là mừng anh em ơi. Toàn là cua nhát, cua trận gì không. Đó. Ra. Ra tập lâu rồi tập này giật nó mấy con chim mấy con cua con mà ra gặp toàn mấy con bữa này không giết chết nó kiết không lên mà chắc nó tuột luôn á. Về cũng dắt cho đã. Thôi về anh em ơi, hẹn gặp lại anh em ở clip sau nha. Chúc tất cả mọi người luôn được những giây vui vẻ. Có xe chạy ngang. Đó. Rồi bây giờ chúc tiếp. Chúc người ta hoài có những phút giây vui vẻ không, một gia đình hạnh phúc, một sức khỏe dồi dào, có xe tiếp luôn rồi. Bye bye, hẹn gặp lại anh em luôn, bye bye.